rất là kinh khủng. Đó, mặt tiền đường đây 21 kẹt xe liên miên hoài luôn. Cái lưu lượng từ ở trên dòng ống tố đi về. Rồi. Giờ em đi về bên Vĩnh Lộc B. Đó, ở đây là Vĩnh Lộc A. Đó, đi về dưới Vĩnh Lộc B. Vậy có nghĩa là về con đường Võ Văn Vân. Rồi mời cô chú anh chị em hãy cùng đi theo với em nha. Xem con đường Vách Điêu này khác xưa với ngày xưa thế nào. Mới vừa đi qua là con đường Ngã Ba Thới Hòa. Mình đi con đường này chạy xe phà luôn, bây giờ chạy xe toàn là xe không. Mức bao cây vậy thôi. Đây chủ yếu là sống dân lao động, sống làm việc ở đây thôi. Đi trưa này giờ tầm 12 giờ người ta đi ăn cơm hoặc là đi mua cơm về ăn. Trời thấy dấu hiệu là chuyển mưa rồi đó quý vị. Xem video có khỏe không? Chắc khỏe với khỏe mới xem video được chứ. Ở đây mấy siêu thị chợ lớn rồi đó. Có cửa hàng siêu thị chợ lớn để kích thích người tiêu dùng sắm. Quán cơm ăn cơm quý vị. Tới giờ đường Vách Điêu tới chợ rồi đó quý vị.
quá à. Đó là trưa này sẽ vắng dữ vậy ta. À, có nghĩa là học sinh giờ nó cũng nghỉ học rồi. Nên ít lưu lượng người ít qua lại đây ha. Ở dưới đây chiều, dưới đây chiều là đông kẹt luôn đó, kẹt xe dữ lắm. Cụ già chạy xe đạp. Cô chú anh chị em nếu thấy video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo. Cảm ơn quý vị nha, rất nhiều rất nhiều.
những cái video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký thông báo video mới tiếp theo. Xin tạm dừng video ở đây nha quý vị.